Thầy chào các bạn. Trong cái bài này chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập luyện tập nhé. Chúng ta làm các bài tập luyện tập về phần là phương trình bậc nhất vô đoạn. Bài số 14, người ta bảo rằng là trong 3 số âm 1, 2, âm 3 nghiệm đúng cái phương trình này thì số nào nghiệm đúng cái phương trình sau. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc thử vào thôi. Chúng ta thử vào thì chúng ta thấy là thay vào đây chúng ta có trừ 1. Bài 14 nhá, chúng ta có trị tuyệt đối của trừ 1 thì bằng 1, nó khác với trừ 1 nên là cái trừ 1 này nó không phải là nghiệm của phương trình đầu tiên. Tiếp theo chúng ta thay vào đây, chúng ta có trừ 1 tất cả bình phương cộng với 5 nhân trừ 1 cộng 6, hay có đây là 1 trừ 5 cộng 6 và chỗ này là 2, như vậy nó cũng không là nghiệm. Tiếp theo thầy thay vào đây, 6 trên 1 trừ đi trừ 1, như vậy chỗ này là bằng 3. Bằng 3 và nó bằng với trừ 1 cộng 4. Như vậy lúc này chúng ta suy ra là x bằng trừ 1 sẽ là nghiệm của phương trình 3. Chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta đến với ý thứ hai, chúng ta cũng thay vào. Thì tương tự các bạn sẽ thấy là trị tuyệt đối của 2 thì bằng 2. Rồi, thay 2 vào đây, chúng ta có là 2 bình phương cộng 5 nhân 2 cộng 6. Cái này là bằng 16 và 20. Cái này khác không rồi. Tiếp theo thay x bằng 2 vào, chúng ta có 6 trên 1 trừ đi 2 sẽ bằng âm 6 và nó khác với 2 cộng 4. Như vậy, từ đây chúng ta suy ra x bằng 2 là nghiệm của phương trình 2. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử x bằng âm 3. Chúng ta thấy là x bằng âm 3 thì nó cũng tương tự. Chúng ta thấy x bằng âm 3 thay vào đây, chúng ta thấy nó không phải là nghiệm của anh này. Âm 3 thay vào đây chúng ta có âm có 9. Chỗ này là âm 15. 9 trừ 15 cộng với 6, cái này đúng bằng 0. Âm 3 thay vào đây chúng ta có vế phải là âm 1. Còn bên này chúng ta có 1 trừ âm 3 là 4, 6 phần 4, 3 phần 2 khác 1. Như vậy tương tự thì chúng ta sẽ có, các bạn tự làm, chúng ta có x bằng âm 3 là nghiệm của anh nào? Là nghiệm của anh 2 nhé. Rồi, thầy đã giải xong bài số 14. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 15. Bài 15 đề bài cho là gì? Đề bài cho chúng ta đó là một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình là 32 km/h. Sau đó 1 giờ ô tô cũng khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng cùng đường với xe máy và vận tốc trung bình là 48 km/h. Hãy viết phương trình biểu thị việc ô tô gặp xe máy sau x giờ. Vậy chúng ta sẽ viết như sau: sau x giờ kể từ lúc ô tô khởi hành nhé. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là kể từ lúc ô tô khởi hành thì ô tô đi được nào, quãng đường ô tô đi được bằng vận tốc của ô tô nhân với x giờ, đúng không? Thế thì lúc này khi đó xe máy đã đi, vì xe máy đi trước ô tô 1 giờ nên là xe máy đã đi x cộng 1 giờ và đi được quãng đường, đây là thầy lấy vận tốc của xe máy là 32 nhân x cộng 1. Rồi, cái phương trình để biểu diễn là ô tô gặp xe máy khi mà quãng đường hai xe đi được là bằng nhau, bởi vì hai xe cùng xuất phát một lúc, đúng không? Cùng xuất phát tại một địa điểm. Như vậy khi ô tô gặp xe máy thì chúng ta có phương trình là 48x bằng 32 nhân x cộng 1, và lúc này chúng ta sẽ có thể giải được cái phương trình này, chuyển vế đổi dấu thôi. Chúng ta sẽ có là 16x bằng 32, hay là thầy sẽ tìm được x
bằng 2. Như vậy chúng ta tìm được là sau 2 giờ thì hai xe sẽ gặp nhau. Rồi bây giờ chúng ta đến với bài số 16. Người ta bảo chúng ta là viết cái phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 3. Hình này. Vậy thì chúng ta thấy bên này là 3x, đúng không nào? Chúng ta có là phương trình chỗ này là 3x với bên này là 3x cộng 5. Còn bên kia là 2x cộng gì? Cộng 7. Đây là phương trình, đúng không? Đây là phương trình thỏa mãn đề 7. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 17. Chúng ta sẽ phải giải các phương trình này. Rồi, bây giờ thầy sẽ giải phương trình. Thứ nhất là bài 17A. Chúng ta có 7 cộng 2x bằng 22 trừ 3x. Bước 1 là các em hãy chuyển vế đổi dấu để cô lập x một bên và hằng số một bên. Chúng ta có chỗ này là 2x chuyển trừ 3x sang, chúng ta có là cộng 5x. Còn bên kia là 22 trừ đi 7. Tương tự như thế chúng ta sẽ có là 7x và bên này là 15. Từ đây chúng ta được x bằng 15 phần 7. Như vậy 17A xong. Bây giờ chúng ta có bài 17B. Đây có là 8x trừ 3 bằng 5x cộng 12. Bây giờ mình chuyển cái này sang. Đây có là 8x trừ đi 5x. Chỗ này là 12. Chuyển âm 3 sang thì chỗ này là cộng 3. Rồi chúng ta sẽ có là chỗ này là 3x bằng 15. Và lúc này chúng ta sẽ tìm được là x bằng 5. Bây giờ thầy đến với bài C. Ý C. Thầy có là x trừ 12 cộng với 4x bằng 25 cộng 2x trừ 1. Nào bây giờ chúng ta chuyển vế đổi dấu nào. X cộng với 4x trừ đi 2x. Bên kia sẽ là 25 trừ 1. Chuyển cái trừ 12 này sang thành là cộng 12. Khi đó chúng ta sẽ có là 5x trừ 3 2x là bằng 3x. Còn bên này sẽ là 36. Và đến đây chúng ta giải ra được x bằng 12. Câu D nào. Câu D chúng ta có x cộng 2x cộng 3x trừ 19 bằng 3x cộng 5, đúng không? Chuyển nào. Chúng ta sẽ biến đổi tương đương cái này là x cộng 2x cộng 3x trừ 3x. Còn bên kia sẽ là 5 cộng với 19. Đến đây, cái này hết, chúng ta có là 3x sẽ bằng 24. Hay từ đây chúng ta sẽ tìm được là x bằng 24 chia 3 bằng 8. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục với ý E. Ý E như sau. 7 trừ đi 2x cộng 4, được chưa, bằng trừ của x cộng 4. Vậy chỗ này chúng ta phải cẩn thận một chút. Chúng ta có là 7 trừ 2x trừ 4. Còn bên kia là trừ x trừ 4. Bây giờ chúng ta chuyển vế các thứ đi nào. Chúng ta có là trừ 2x, chuyển cái trừ x này sang là cộng với x. Còn bên kia chỗ này là trừ 4. Bây giờ thầy chuyển cái 7 này sang thành là trừ 7. Chuyển cái trừ 4 này sang thành cộng 4. Và lúc này thầy sẽ có là trừ x. Còn bên này trừ 4 với 4 hết, còn lại trừ 7. Chúng ta nhân 2 vế với âm 1 thì chúng ta sẽ được là x bằng 7. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu F. Câu F đề bài cho như sau. Đó là mở ngoặc là x trừ 1 trừ đi 2x trừ 1 bằng 9 trừ x. Thế thì đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ biến đổi về trái này. Đó là x trừ 1 trừ đi 2x rồi cộng với 1. Nhớ nhá, phá ngoặc là phải đổi cái dấu này. Đứng trước dấu ngoặc là dấu trừ, nên phải đổi cái dấu ở biểu thức bên trong này đi. 9 trừ x. Và lúc này chúng ta có này, cái này chuyển sang là x trừ 2x cộng với x. Còn bên kia sẽ bằng 9. Cái trừ 1 với cái cộng 1 này hết rồi. Vậy lúc này như vậy chúng ta thấy như sau. Chỗ này chúng ta suy ra 0x bằng 9. Và cái này chúng ta thấy đây là một phương trình vô nghiệm. Được chưa nào? Rồi, như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài 17. Bây giờ chúng ta đến với bài số 18. Bài 18, câu A. Chúng ta quy đồng lên nào. Quy đồng lên.
Thế thì lúc này chúng ta quy đồng lên mẫu số chung là 6, chúng ta sẽ có đây là 2x trừ đi 3 nhân 2x cộng 1 tất cả trên 6. Còn bên này sẽ bằng x trừ đi 6x trên 6. Và vứt cái mẫu số này đi, nhân 2 về với 6 chúng ta sẽ làm mất mẫu số. Ở đây chúng ta sẽ có là 2x trừ đi 6x trừ 3. Còn bên này là x trừ đi 6x. Bây giờ chúng ta có thể rút gọn lại. Bên này chúng ta có là trừ 4x trừ 3 bằng trừ 5x. Bây giờ chuyển vế đổi dấu thì có là trừ 4x cộng với 5x bằng 3. Và từ đây chúng ta suy ra x bằng 3. Rồi, chúng ta thấy khá là đơn giản đúng không nào? Bây giờ thầy có bài 18B. Ở đây chúng ta cũng sẽ quy đồng lên. Thầy sẽ quy đồng mẫu số. Trước hết thì thầy biến đổi mấy cái này thành phân số đã để cho dễ nhìn đã. 2 cộng x trên 5. Chỗ này là trừ x trên 2. Còn ở đây là 1 trừ 2x trên 4. Và 0,25 thầy viết thành 1 phần 4. Bây giờ thầy sẽ quy đồng nhá. Thầy đặt mẫu số chung là 20 đi. Đây, 20. Bên này cũng là 20. Thì anh này nhân thêm 4, chúng ta có 4 nhân 2 cộng x. Anh này nhân thêm 10 là trừ đi 10x. Còn bên này chúng ta nhân thêm 5, chúng ta có 5 nhân 1 trừ 2x. Rồi, chỗ này chúng ta nhân thêm 5, chúng ta có đây là cộng 5. Tiếp theo chúng ta có gì? Tiếp theo chúng ta sẽ có cái này bỏ mẫu số đi, chúng ta có 4 nhân với 2 cộng x trừ 10 sẽ bằng 5 trừ đi 10x và cộng với 5. Bây giờ các bạn chuyển vế đổi dấu, thầy có 4x này. Chuyển cái 10 trừ 10 này sang thì cộng với 10x. Bây giờ tống sang bên kia nhá, 5 này cộng 5 này. 8 này chuyển sang thành là trừ 8, trừ 10 chuyển sang là cộng 10. Vậy lúc này thầy có là 14x sẽ bằng, chỗ này là 20 trừ 8 là 12. Do đó chúng ta dễ dàng tìm được x bằng 12 phần 14. Rút gọn chúng ta sẽ được x bằng 6 phần 7. Rồi, nhưng bài này khá lẻ nhỉ. Chúng ta có x bằng 6 phần 7. Không biết là thầy có nhầm ở đâu không? Chắc là không nhầm đâu. Ok, như vậy bài 18 xong. Bây giờ chúng ta đến với bài 19. Người ta viết phương trình ẩn x rồi tính x theo đơn vị mét trong mỗi hình dưới đây. S là diện tích. Như vậy, đối với bài này thì chúng ta thấy phương trình ở đây là diện tích sẽ bằng 9 nhân với x cộng 2 bằng 144. Và đến đây chúng ta giải ra được là 2x cộng 2 sẽ bằng 144 chia cho 9 là bằng 16. Nên là chúng ta tìm được là 2x bằng 14 và chúng ta tìm được x bằng 7. Rồi. Bài này chúng ta có phần này là x, vậy phần này cũng là x. Vậy diện tích cái hình này là hình thang thì chúng ta sẽ suy ra là chiều cao là 6 này nhân với x cộng 5 là đáy lớn cộng thêm x là đáy nhỏ rồi chia 2 bằng 75. Được chưa? Thế thì cái phần này chúng ta sẽ suy ra là chúng ta thấy tương đương với 2x cộng 5 sẽ bằng 75 nhân 2 rồi chia cho 6. Như vậy cái này là bằng 150 chia 6 bằng 25. Từ đó thì tìm được 2x bằng 20. Hay là thầy sẽ tìm được x bằng gì? X bằng 10. Xong nhá. Bây giờ bài này chúng ta có cái này 4, 6, như vậy diện tích cái này là 24 này. Còn cái này 12, như vậy chúng ta sẽ có là 12 nhân x cộng với 4 nhân 6 bằng 168. Đến đây thì dễ rồi. Thầy có là 12x 168 trừ 24, cái này là bằng 144. Vậy tìm được x bằng 12. Xong. Bây giờ chúng ta nốt bài 20. Một câu đố chung bảo nghĩa hãy nghĩ trong đầu một số tự nhiên tùy ý, sau đó nghĩa thêm 5 vào số ấy, nhận được tổng rồi nhân với 2 được bao nhiêu rồi đem trừ 10, tiếp tục nhân hiệu với 3 rồi cộng thêm cho 6, cuối cùng chia kết quả cho 6. Đây, 7 nhá thì được là thêm vào 5 được bao nhiêu lại nhân với 2, sau đó trừ đi 10 được bao nhiêu lại nhân với 3, nhân với 3 sau đó lại cộng với 66 rồi chia cho 6. Rồi chung chỉ cần biết kết quả cuối cùng là số 18 này, chính là số 18 này, là đoán được ngay số nghĩa đã cho. Hỏi nghĩa thử mấy đoán được số nghĩa đã nghĩ, nghĩa thử mấy lần chung đều đoán đúng. Em đố em tìm ra bí quyết. Vậy bây giờ mình sẽ giải phương trình đúng không? Mình giả sử là cái số mà
Nghĩa nghĩ là x đi. Vậy thì chúng ta sẽ có quy trình ở đây là gì? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra số tiếp theo là cộng thêm 5, như vậy là x cộng 5. Sau cái bước này được bao nhiêu thì là x cộng 5 nhân với 2, đúng không? Sau đó được bao nhiêu nó lại là 2x cộng 5 trừ đi mấy? Trừ đi 10. Đúng không? 2x cộng 5 trừ đi 10. Sau được bao nhiêu lại lấy cả cái cụm này nhân 3, tức là 2x cộng 5 trừ 10 được bao nhiêu, thầy vác cái này thành nhân với 3. Rồi, đây nhân với 3, dấu chấm là nhân nhá. Sau khi thầy nhân với 3 rồi được bao nhiêu, thầy viết cái này thầy nhân vào đi, nó là 6x. Chỗ này là 10 nhân với 3 là 30, 30 trừ đi 3 này hết, nó bằng 6x luôn. Sau đó được 6x rồi chúng ta lại cộng với 66, và sau đó chúng ta lấy 6x cộng 66 này chúng ta chia cho 6 thì nó lại bằng là x cộng với 11. Rồi, như vậy là bạn này bạn ý thấy là nếu mà xuất phát từ một số là x thì kết quả bao giờ nó cũng là số x cộng 1, nên là rất là đơn giản, đọc số nào thì bạn ấy lấy cái số đấy trừ đi, đọc kết quả xong rồi trừ đi 11 là xong, là sẽ ra cái số ban đầu. Rồi, như vậy thầy đã hướng dẫn chúng ta xong các bài của phần luyện tập này. Chúc các bạn học tốt và chịu khó học, học tốt môn toán. Tạm biệt và hẹn gặp lại.